Trading Internet giao dịch trong dòng chảy. Con đường tới thành công, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích tâm lý? Mở đầu, phân tích cơ bản. Có ai nhớ từ khi nào phân tích cơ bản được xem là phương pháp duy nhất và đúng nhất để đưa ra quyết định trading? Khi tôi bắt đầu trading năm 1978, chỉ có một số rất ít trader sử dụng phân tích kỹ thuật, họ được coi là nhóm thiểu số của cộng đồng trading, rất ít và rất kỳ lạ. Cũng thật khó tin, cách đây không lâu lắm, khi Wall Street và hầu hết các quỹ lớn và các tổ chức tài chính cho rằng phân tích kỹ thuật là hình thức rất thần bí và lừa gạt thì bây giờ, tất nhiên đã ngược lại. Hầu như tất cả các trader đều có kinh nghiệm sử dụng một số hình thức phân tích kỹ thuật để giúp họ xây dựng chiến lược trading của mình. Ngoài trừ một số nhỏ khác biệt trong giới khoa học hàn lâm, còn các nhà phân tích cơ bản thuần túy thì hầu như cô còn nữa. Điều gì gây ra sự thay đổi đáng kể trong quan điểm này? Tôi chắc chắn không có gì ngạc nhiên cho bất cứ ai, câu trả lời rất đơn giản đó là tiền. Vấn đề ra quyết định trading theo phương pháp cơ bản để kiếm tiền đều đặt là rất khó. Nếu bạn không quen với thuật ngữ phân tích cơ bản, hãy để tôi giải thích. Phân tích cơ bản là việc xem xét tất cả các biến có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng tương đối hoặc mất cân đối giữa cung và cầu của bất kỳ loại cổ phiếu, hàng hóa, hoặc các công cụ tài chính cụ thể nào đó. Phân tích cơ bản chủ yếu sử dụng mô hình toán học để đo lường một loạt các yếu tố như lãi suất, bảng cân đối, thời tiết và nhiều thứ khác. Các nhà phân tích dự báo một mức giá nào đó tại một số thời điểm trong tương lai. Các mô hình này thường không có vấn đề gì, nếu có, thì đó là các yếu tố biến đổi bên trong của các trader. Con người thường thể hiện niềm tin và kỳ vọng về tương lai, chính họ làm cho giá di chuyển chứ không phải mô hình. Thực tế là một mô hình có tính hợp lý và logic khi dựa trên tất cả các biến, nó sẽ không có giá trị nếu tất cả các trader, những người mà chịu trách nhiệm cho hầu hết khối lượng giao dịch, không nhận thức được các mô hình hoặc không tin vào mô hình. Có một thực tế đó là, mặc dù nhiều trader, đặc biệt là trên sàn giao dịch tương lai có khả năng làm di chuyển giá rất mạnh theo một hướng này hay hướng khác, nhưng họ còn không có khái niệm nhỏ nào của yếu tố cung cầu cơ bản được cho là ảnh hưởng đến giá cả. Hơn nữa, tại bất kỳ thời điểm nào, nhiều hành động giao dịch của họ được đưa ra bởi yếu tố cảm xúc, hoàn toàn nằm ngoài các thông số của mô hình cơ bản. Nói cách khác, những người giao dịch thường hành động một cách không hợp lý. Cuối cùng, các nhà phân tích cơ bản thấy rằng dự đoán giá tại một số điểm trong tương lai có thể đúng nhưng để đến đó, giá có thể biến động không lường trước được. Bởi vậy, rất khó, nếu không muốn nói là không thể, để chắc chắn đạt được mục tiêu trong giao dịch. Chuyển sang phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật đã xuất hiện khá lâu từ lúc thị trường được hình thành dưới hình thức trao đổi. Nhưng cho đến cuối năm 1970 hoặc đầu năm 1980, cộng đồng trading đã không chấp nhận phân tích kỹ thuật như một công cụ hữu hiệu để kiếm tiền. Hiện nay, các nhà phân tích kỹ thuật cho biết phân tích kỹ thuật đã chiếm ưu thế chủ đạo. Các trader tham gia vào các thị trường vào các ngày, tuần hoặc tháng cụ thể. Đa phần các trader làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại nhằm nỗ lực kiếm tiền. Nói cách khác, các cá nhân đã phát triển xu hướng của mô hình và một nhóm các cá nhân tương tác với nhau trên cơ sở đều đặn, hình thành nên các mô hình. Những hành vi mô hình được quan sát và được định lượng được lặp đi lặp lại với những thống kê đáng tin cậy. Phân tích kỹ thuật là một phương pháp thu thập các hành vi, đưa chúng vào mô hình để từ đó cung cấp cho một dấu hiệu rõ ràng với một xác suất lớn hơn khi có một sự việc xảy này ra so với việc khác. Theo một nghĩa nào đó, phân tích kỹ thuật cho phép bạn xâm nhập vào tâm thị trường để dự đoán những gì có thể xảy ra tiếp theo, dựa trên các loại mô hình thị trường tạo ra ở một số thời điểm trước đó. Phân tích kỹ thuật là một phương pháp chỉ ra biến động giá trong tương lai, nó đã cho thấy là nó cao siêu hơn nhiều so với phương pháp phân tích cơ bản thuần túy. Nó giữ cho các trader tập trung vào những gì thị trường đang diễn ra ngay trong phút giây hiện tại và có liên quan những gì đã xảy ra trong quá khứ. Phân tích kỹ giúp các trader tận dụng các khả năng không giới hạn của thị trường. Vì nó xác định các mô hình hành vi lặp lại tương tự xảy ra như thế nào ở mọi khung thời gian từ khoảnh khắc này tới khoảnh khắc kia, hàng ngày, hàng tuần, hàng năm. Nói cách khác, phân tích kỹ thuật biến thị trường thành một dòng chảy bất tận các cơ hội để làm giàu cho bạn. Chuyển sang phân tích tâm lý. Nếu phân tích kỹ thuật rất tốt, vậy tại sao ngày càng có nhiều trader chuyển sự tập trung của họ từ phân tích kỹ thuật sang phân tích tâm lý, có nghĩa là tâm lý trading cá nhân của chính các trader? Để trả lời câu hỏi này, có thể bạn không phải làm bất cứ điều gì mà hãy tự hỏi tại sao bạn mua cuốn sách này. Lý do rất có thể là bạn đang không hài lòng do sự khác biệt bạn nhận thức được giữa tiềm năng kiếm tiền không giới hạn với những gì bạn đã làm.
Một khi bạn tìm hiểu để xác định mô hình và đọc được thị trường, bạn thấy có vô số cơ hội để kiếm tiền. Nhưng, tôi chắc chắn rằng bạn đã biết, đó là có một khoảng cách rất lớn giữa việc nhận ra và việc bạn biến kiến thức đó thành lợi nhuận đều đặn. Hãy suy nghĩ về số lần bạn đã nhìn vào một biểu đồ giá và nói với chính mình, có vẻ như thị trường đang đi lên hoặc xuống, và các khả năng có thể xảy ra, và những gì bạn nghĩ là sẽ xảy ra đã thực sự xảy ra. Nhưng bạn đã không làm được gì ngoài việc xem các chuyển động của thị trường và rồi bạn còn đau khổ tiếc nuối với tất cả số tiền bạn có thể đã kiếm được. Có một sự khác biệt lớn giữa việc dự báo cái gì đó sẽ xảy ra trên thị trường và suy nghĩ về tất cả số tiền bạn có thể đã kiếm được, với thực tế của việc vào lệnh và thoát lệnh trading. Tôi gọi sự khác biệt này, và kiểu giống như vậy, là khoảng cách tâm lý và đây có thể là vấn đề làm cho trading trở nên một trong những nghề khó khăn nhất mà bạn đã chọn và chắc chắn khoảng cách tâm lý này còn là một trong những bí ẩn lớn nhất để trở thành chuyên gia. Vậy câu hỏi lớn được đặt ra là có thể làm chủ các giao dịch được hay không? Có thể trải nghiệm các giao dịch một cách đơn giản và dễ dàng như vậy không? Khi mà bạn chỉ có nhìn, quan sát thị trường và nghĩ về thành công, và nó hoàn toàn trái ngược với thực tế khi bạn vào lệnh và chiến thắng. Câu trả lời rất rõ ràng là bạn có thể làm chủ được trading hơn thế nữa. Cuốn sách này được ra đời là để cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc và sự hiểu biết cần thiết về chính con người bạn và về bản chất của trading. Vì vậy, kết quả thực sự trở nên dễ dàng, đơn giản, và không có gì căng thẳng khi bạn chỉ quan sát thị trường và suy nghĩ để hành động. Điều này có vẻ cao siêu, và thậm chí một số người còn cho là gần như không thể. Nhưng nó không khó vậy đâu. Đã có những người đã làm chủ được nghệ thuật trading, và có những người đã thu hẹp khoảng cách giữa các khả năng sẵn có và hiện thực kết quả. Tuy nhiên, đúng như bạn nghĩ đấy, con số những người thắng cuộc là tương đối ít so với số lượng trader đã được trải nghiệm mức độ khác nhau với kết quả đáng thất vọng. Tất cả đều thấy sự khắc nghiệt, tức giận, và tự hỏi tại sao họ không thể tạo ra những thành công nhất quán mà họ khao khát. Trong thực tế thì sự khác biệt giữa hai nhóm trader này, nhóm người chiến thắng đều đặn và nhóm người còn lại, cũng giống như sự khác biệt giữa trái đất và mặt trăng. Trái đất và mặt trăng đều là các thiên thể trong cùng hệ mặt trời, do đó, chúng có một điểm chung. Nhưng chúng khác nhau về bản chất và đặc điểm đó như ngày và đêm. Tương tự như vậy, bất cứ ai khi đặt một lệnh trading có thể tuyên bố mình là một trader, nhưng khi bạn so sánh các đặc điểm của số ít những trader chiến thắng đều đặn so với đặc điểm của hầu hết các trader khác, thì bạn cũng sẽ tìm thấy điểm khác nhau như đêm và ngày. Nếu đi lên tới mặt trăng đại diện cho sự thành công đều đặn của một trader, thì chúng ta có thể nói rằng đi đến mặt trăng là có thể. Nhưng cuộc hành trình thì có vô vàn khó khăn và chỉ có một số ít người đã làm được việc đó. Từ quan điểm của chúng ta ở trên trái đất, thì mặt trăng có thể nhìn thấy được mỗi tối và có vẻ như rất gần để chúng ta có thể chỉ với tay ra và chạm vào nó. Trading thành công cũng được cảm nhận theo cách tương tự. Dù là ngày, tuần hoặc tháng, các thị trường lúc nào cũng bày sẵn số lượng tiền rất lớn cho bất cứ ai có khả năng đặt lệnh trading. Khi thị trường đang chuyển động liên tục, thì số tiền này không những không ngừng chảy, mà còn làm cho các khả năng thành công phóng đại rất nhiều và dường như nó nằm trong tầm tay của bạn. Tôi dùng từ dường như để làm rõ sự khác biệt quan trọng giữa hai nhóm trader. Đối với những người đã học được cách chiến thắng đều đặn, hoặc đã thấu hiểu những gì tôi gọi là ngưỡng cửa của sự nhất quán, tiền không chỉ nằm trong tầm tay của họ, mà hầu như họ có thể mang nó đi theo ý thích. Tôi chắc chắn rằng một số người sẽ thấy tuyên bố này gây sốc hoặc khó tin, nhưng đó là sự thật. Cũng có một số hạn chế, nhưng đối với hầu hết, dòng tiền chảy vào tài khoản của các trader này một cách dễ dàng và không hề vất vả. Tuy nhiên, đối với các trader không thuộc trong nhóm này thì từ dường như có nghĩa là chính xác những gì nó ngụ ý. Có vẻ như sự thống nhất hay thành công cuối cùng mà họ mong muốn là trong tầm tay, hoặc nằm trong tầm tay của họ, ngay trước khi nó trượt đi hoặc bốc hơi trước mắt, hết lần này rồi đến lần khác. Điều duy nhất cảm nhận đều đặn về trading đối với nhóm người này đó là nỗi đau tinh thần. Dân, họ chắc chắn có những giây phút hứng khởi, nhưng nó không quá cường điệu kia nói rằng hầu hết thời gian họ đang ở trong một trạng thái sợ hãi, giận dữ, thất bại, lo lắng, thất vọng, phản bội, và tiếc nuối. Vì vậy, những gì ngăn cách hai nhóm trader này? Đó là thông minh chăng? Những người thắng đều đặn chỉ đơn giản là họ thông minh hơn những người khác hay sao? Họ làm việc chăm chỉ hơn ư? Họ phân tích tốt hơn, hay họ có quyền truy cập vào hệ thống trading tốt hơn? Họ có đặc điểm tính cách vốn có mà làm cho họ dễ dàng hơn để đối phó với những áp lực căng thẳng của trading. Tất cả những khả năng này nghe có vẻ khá chính đáng,
trừ khi bạn biết được một điều rằng hầu hết những người thất bại trong ngành công nghiệp gia đình cũng là một số trong những người sáng giá nhất và hoàn hảo nhất của xã hội. Nhóm người mà thua nhiều nhất bao gồm chủ yếu là bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhà khoa học, các KOL, người về hưu giàu có và các doanh nhân. Hơn thế nữa, hầu hết các nhà phân tích thị trường tốt nhất của ngành công nghiệp trading lại là những trader tồi tệ nhất, thật không thể tưởng tượng được. Thông minh và phân tích thị trường tốt có thể là con đường đến thành công và chắc chắn góp phần vào sự thành công, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định để phân biệt những người chiến thắng đều đặn với những người khác. Vậy nếu không phải là thông minh hơn hay phân tích tốt hơn, thì là cái gì? Tôi đã từng làm việc với một số trader tốt nhất và một số trader tồi tệ nhất trong ngành trading, và tôi đã giúp một số trader tồi tệ nhất trở thành một trong những trader tốt nhất. Tôi có thể chỉ ra mà không nghi ngờ gì, có những lý do rất cụ thể tại sao các trader tốt nhất luôn thực hiện trading thành công đều đặn hơn so với tất cả những người khác. Nếu tôi phải chắt lọc tất cả những lý do thành một câu, thì đơn giản tôi chỉ muốn nói rằng các trader tốt nhất suy nghĩ khác biệt so với những người còn lại. Tôi biết rằng nó nghe có vẻ không sâu sắc lắm, nhưng nó có ý nghĩa sâu sắc nếu bạn xem xét suy nghĩ khác biệt ở đây nghĩa là gì. Nói về mức độ khác biệt, với mỗi sự việc mỗi người sẽ có cách tiếp cận khác nhau. Chúng ta có thể thường không để ý đến điều này. Trong thực tế, sẽ có lúc chúng ta thấy chính mình không đồng ý với ai đó về một vấn đề mà cả hai đều có kinh nghiệm. Cách chúng ta thấy một vật độc đáo có khi còn độc đáo hơn chính bản thân vật đó. Quay trở lại vấn đề các trader. Những điểm khác biệt nào trong suy nghĩ giữa các trader tốt nhất trái ngược với cách suy nghĩ của những trader đang có vấn đề? Trong khi thị trường có thể được mô tả như là một đấu trường với những cơ hội vô tận, các trader phải nỗ lực để cầm cự được lâu nhất, để khám phá chính mình. Hầu hết các trader đều học được rằng thị trường luôn có cơ hội. Nhưng học như thế nào để xác định một cơ hội để mua hoặc để bán không có nghĩa là bạn đã học được cách suy nghĩ như một trader. Đặc điểm xác định khoảng cách giữa người chiến thắng đều đặn với những người khác đó là những người chiến thắng đã đạt được một tâm lý rất ổn định, họ tập hợp được những thái độ rất tốt, cho phép họ luôn duy trì tính kỷ luật, sự tập trung, và, trên tất cả, họ tin tưởng bất chấp các điều kiện bất lợi. Kết quả là, họ không còn nhạy cảm với những nỗi sợ hãi phổ biến và các lỗi trading như sợ bệnh dịch. Và hầu như tất cả những trader đều được học một cái gì đó về thị trường, nhưng rất ít trader hiểu được rằng thái độ là điều hết sức cần thiết để trở thành một người chiến thắng đều đặn. Cũng giống như việc học cách để hoàn thiện các kỹ thuật thích hợp để cầm cây gậy gôn hay cây vợt tennis, đó là sự nhất quán. Nếu thiếu sự nhất quán, thì sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là do thái độ. Những trader thường đã phải trải qua nỗi đau rất lớn cả tinh thần lẫn tài chính, trước khi họ có được thái độ đúng đắn cho phép họ hoạt động hiệu quả trong thị trường trading. Các trường hợp ngoại lệ thì khá hiếm, họ là những người đã được sinh ra trong những gia đình trading thành công hoặc những người bắt đầu sự nghiệp trading của mình theo sự hướng dẫn của người thầy rất hiểu bản chất thực sự của trading, và, quan trọng hơn, người đó phải biết cách dạy. Tại sao nỗi đau tinh thần và thảm họa tài chính thường phổ biến đối với các trader? Câu trả lời đơn giản là hầu hết chúng ta đều không đủ may mắn để bắt đầu sự nghiệp trading của mình với sự chỉ dẫn đúng đắn. Tuy nhiên, lý do thực sự còn sâu xa hơn nhiều. Tôi đã làm việc suốt 17 năm qua để mổ xẻ các động lực tâm lý đằng sau trading, vì vậy tôi có thể phát triển các phương pháp hiệu quả cho việc giảng dạy các nguyên tắc của sự thành công. Những gì tôi đã khám phá ra rằng trading chứa đầy nghịch lý và mâu thuẫn trong suy nghĩ đã làm cho nó cực kỳ khó khăn để tìm hiểu làm thế nào để thành công. Trong thực tế, nếu tôi phải chọn một từ mà gói gọn bản chất của trading, nó sẽ là nghịch lý. Thảm họa về tài chính và tinh thần rất phổ biến ở các trader vì nhiều quan điểm, thái độ và nguyên tắc vận hành hoàn hảo nhưng lại có tác dụng ngược lại trong môi trường trading. Do không biết điều này, hầu hết các trader bắt đầu sự nghiệp của mình mà thiếu hiểu biết căn bản thế nào là một trader, các kỹ năng có liên quan, và sâu hơn nữa là những kỹ năng nào cần được phát triển. Dưới đây là một ví dụ điển hình về những gì tôi đang nói về, trading vốn chỉ mạo hiểm. Theo hiểu biết của tôi, không có giao dịch nào đảm bảo thắng, do đó, khả năng bị sai và mất tiền luôn hiện diện. Vì vậy, khi bạn đặt một lệnh trading, bạn có xem mình là một người dám chấp nhận rủi ro hay không? Mặc dù câu hỏi này nghe có vẻ như đánh lừa, không phải vậy đâu. Câu trả lời hợp lý cho câu hỏi này, dĩ nhiên là có. Nếu tôi tham gia vào một hoạt động mang tính rủi ro, thì đương nhiên tôi phải là một người chấp nhận rủi ro. Đây là một giả định hoàn toàn hợp lý cho việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Thực tế, không chỉ hầu hết tất cả các trader đưa ra giả định này, mà họ còn tự hào mình là trader mạo hiểm. Vấn đề là nó không giống với sự thật.
Tất nhiên, bất kỳ trader nào cũng có rủi ro khi đặt lệnh trading, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đang chấp nhận rủi ro tương ứng đó. Nói cách khác, tất cả các trading rất rủi ro vì mọi khả năng đều có thể xảy ra, và không có gì bảo đảm một kết quả thắng. Nhưng liệu hầu hết các trader đều thực sự tin rằng họ sẵn sàng chịu rủi ro khi họ đặt lệnh? Họ có thực sự chấp nhận rằng trading không có gì đảm bảo, không chắc thắng? Hơn nữa, họ có hoàn toàn chấp nhận những hậu quả có thể xảy ra? Câu trả lời rõ ràng là không. Hầu hết các trader hoàn toàn không có khái niệm về những gì gọi là người chấp nhận rủi ro theo cái cách giống như một trader thành công nghĩ về rủi ro. Các trader giỏi nhất, họ không những sẵn sàng rủi ro, mà họ còn học cách chấp nhận và đón nhận rủi ro đó. Có một khoảng cách tâm lý rất lớn giữa việc bạn là một người chấp nhận rủi ro vì bạn đặt lệnh trading và việc bạn chấp nhận hoàn toàn những rủi ro vốn có trong mỗi giao dịch. Khi bạn hoàn toàn chấp nhận rủi ro, nó sẽ tác động sâu sắc đến hiệu suất cuối cùng của bạn. Các trader giỏi nhất có thể đặt một lệnh trading mà không có chút do dự hay xung đột nào, và họ xem như chả có việc gì xảy ra. Họ có thể thoát lệnh, thậm chí với một sự mất mát và dường như không có một chút cảm xúc khó chịu nào cả. Nói cách khác, những rủi ro vốn có trong trading không làm cho các trader giỏi nhất đánh mất kỷ luật, sự tập trung hoặc cảm giác tự tin của họ. Nếu bạn trading mà có cảm xúc khó chịu, đặc biệt là sợ hãi, thì bạn đã không học được cách chấp nhận những rủi ro trong trading. Đây là một vấn đề rất lớn. Cố gắng để tránh điều gì không thể tránh khỏi sẽ có những ảnh hưởng tai hại đến khả năng của bạn để trading thành công. Học để thực sự chấp nhận rủi ro trong bất kỳ việc nào cũng khó khăn, nhưng nó sẽ là vô cùng khó khăn đối với các trader, đặc biệt là lúc cân nhắc những việc mà đang bị đe dọa. Chúng ta thường sợ cái gì nhất gần kề cái chết hay nói chuyện trước công chúng? Chắc chắn, sợ mất tiền và sợ bị sai là hai trong những nỗi sợ nằm ở trên cùng của danh sách sợ hãi. Thừa nhận chúng ta đang sai lầm và mất tiền có thể tạo ra nỗi đau cực kỳ lớn, và chắc chắn đó là những việc đáng để né tránh. Nhưng đã là trader, thì chúng ta đang phải đối mặt với cả hai khả năng này hầu như mọi khoảnh khắc khi chúng ta đang ở trong một giao dịch. Bây giờ, bạn có thể nói với chính mình rằng, tôi có thể làm bất cứ điều gì để tránh việc bị sai hoặc mất mát trong trading. Tôi đồng ý với bạn. Nhưng suy nghĩ này của bạn cũng khiến trading tưởng là dễ nhưng lại vô cùng khó khăn. Trading đã chỉ cho chúng ta thấy một nghịch lý cơ bản, làm thế nào chúng ta vẫn xử lý được tính kỷ luật, sự tập trung và tự tin khi đối mặt với những việc không chắc chắn liên tục. Khi bạn đã học được cách để suy nghĩ như một trader, thì khi đó bạn sẽ có thể làm được một cách chính xác. Học làm thế nào để xác định lại các hoạt động trading của bạn theo cách cho phép bạn hoàn toàn chấp nhận rủi ro, đó chính là chìa khóa để suy nghĩ như một trader thành công. Học cách chấp nhận rủi ro là một kỹ năng trading, là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn có thể học hỏi. Tuy nhiên, rất hiếm các trader chú ý hay dành ra nỗ lực để tìm hiểu học hỏi. Khi bạn tìm hiểu các kỹ năng trading chấp nhận rủi ro, thị trường sẽ không thể tạo ra các thông tin mà bạn xác định hoặc giải thích làm bạn đau đớn. Nếu các thông tin thị trường tạo ra không có khả năng gây ra cho bạn cảm xúc đau đớn, thì không có gì phải tránh. Nó chỉ là thông tin, nó nói cho bạn các khả năng đang có. Điều này được gọi là một quan điểm, một mục tiêu không bị lệch lạc hoặc bị bóp méo bởi những gì bạn sợ sẽ xảy ra hoặc không xảy ra. Tôi chắc rằng có không dưới một trader đọc cuốn sách này đã vào lệnh quá sớm trước khi thị trường đã thực sự tạo ra một tín hiệu, hoặc quá muộn sau khi thị trường đã tạo ra một tín hiệu. Điều gì đã khiến một trader không thuyết phục mình để tránh một trading thua lỗ và kết quả là đã có một trading lỗ lớn hơn, hoặc đã thoát ra khỏi trading thắng quá sớm, hoặc nhìn thấy mình trong một giao dịch thắng nhưng lại không có đồng lợi nhuận nào cả, và sau đó lại cho phép giao dịch đó trở thành thua, hoặc chuyển dịch cắt lỗ tới gần điểm vào lệnh, chỉ để được dừng lại và thoát lệnh trong khi thị trường quay đầu trở lại theo hướng của mình mong muốn. Đây chỉ là một vài lỗi trong số rất nhiều lỗi của các trader, và họ cứ mắc lỗi lặp đi lặp lại. Đây không phải là lỗi do thị trường tạo ra. Do đó, các lỗi này không đến từ thị trường. Thị trường là trung lập, theo đúng nghĩa. Nó di chuyển và tạo ra các thông tin về thị trường. Sự dịch chuyển và các thông tin nó cung cấp cho chúng ta cơ hội để làm điều gì đó, thế thôi. Thị trường không có bất cứ quyền lực nào, nó chỉ có một kiểu duy nhất mà qua đó mỗi chúng ta nhận thức và giải thích thông tin này, hoặc kiểm soát các quyết định và hành động của chúng ta tạo ra kết quả. Các lỗi mà tôi đã đề cập và còn nhiều lỗi nữa, đó chính là kết quả của những gì tôi gọi là nhận thức và thái độ sai lầm về trading. Những thái độ sai lầm đó đã nuôi dưỡng sự sợ hãi thay vì sự tin tưởng và sự tự tin. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể gọi sự khác biệt giữa người chiến thắng nhất quán và người khác đơn giản hơn theo cách này, các trader giỏi nhất là những người không biết sợ.
họ không sợ bởi vì họ đã phát triển thái độ mà cho họ có được tính linh hoạt về tâm trí lớn nhất để vào và ra các giao dịch dựa trên những gì thị trường đang nói với họ về các khả năng. Đồng thời, các trader giỏi nhất đã phát triển thái độ ngăn cản họ ra quyết định liều lĩnh. Tất cả mọi người đều sợ, chỉ có mức độ khác nhau. Khi họ không sợ, họ có khuynh hướng trở nên thiếu thận trọng và đã tạo những kinh nghiệm xấu cho chính bản thân họ và làm cho họ sợ từ thời điểm đó. 95% các lỗi trading bạn có khả năng mắc phải, đó là do bạn nhìn thấy tiền bốc hơi trước mặt bạn, nó xuất phát từ thái độ của bạn về việc sợ bị sai, sợ mất tiền, sợ bỏ lỡ cơ hội và sợ để lại tiền trên bàn. Tôi gọi đó là 4 nỗi sợ hãi chính trong trading. Bây giờ, bạn có thể nói với chính mình rằng, tôi không biết về điều này. Tôi đã luôn nghĩ rằng trader nên có một nỗi sợ hãi lành mạnh về thị trường. Một lần nữa, đây là một giả định hoàn toàn logic và hợp lý. Nhưng khi thực hiện trading, những nỗi sợ hãi của bạn sẽ chống lại bạn, những điều bạn rất sợ cuối cùng thực sự xảy ra. Nếu bạn sợ bị sai, sợ hãi của bạn sẽ hoạt động lên nhận thức của bạn về thông tin thị trường theo cách làm cho bạn làm điều gì đó để rồi cuối cùng sẽ làm cho bạn sai. Khi bạn đang sợ hãi thì không có khả năng nào tồn tại. Bạn không thể nhận thức được khả năng khác hoặc thực hiện chúng đúng cách, ngay cả khi bạn đã cố gắng kiểm soát để cảm nhận chúng, vì sợ hãi là không lay chuyển. Về mặt thể chất, nó làm cho chúng ta đóng băng hoặc chạy. Về mặt tinh thần, nó khiến chúng ta chuyển sự chú ý sang các đối tượng của sự sợ hãi. Như vậy, nhận thức về những khả năng, thông tin có sẵn khác từ thị trường sẽ bị chặn lại. Bạn sẽ không thể suy nghĩ một cách hợp lý cho đến khi bạn không còn sợ hãi nữa và sự kiện đã qua đi. Sau đó, bạn mới nghĩ ra rằng, tôi biết điều đó. Tại sao lúc đó mình không nghĩ ra nhỉ? Hoặc, tại sao lúc đó tôi lại không thể hành động như vậy chứ? Vô cùng khó khăn để cảm nhận nguồn gốc của các vấn đề là do thái độ không phù hợp của chính chúng ta. Nỗi sợ hãi cứ ngấm ngầm. Nhiều mô hình tư duy ảnh hưởng tiêu cực lên giao dịch của chúng ta. Những mô hình suy nghĩ này hằn sâu trong não của chúng ta tới mức hiếm khi chúng ta nhận ra nguồn gốc gây khó khăn trong trading nằm chính bên trong con người của chúng ta, xuất phát từ trạng thái tâm lý của chúng ta. Nhưng thực tế, cho rằng nguồn gốc của mọi vấn đề nằm ở thị trường, nằm ở bên ngoài có vẻ như tự nhiên hơn, do đó chúng ta có cảm giác như thị trường đang gây ra nỗi đau, sự thất vọng và bất mãn cho chúng ta. Rõ ràng đây là những khái niệm trừu tượng và chắc chắn không phải là điều đó mà hầu hết các trader sẽ quan tâm. Tuy nhiên, sự hiểu biết về mối quan hệ giữa niềm tin, thái độ và nhận thức là kiến thức căn bản trong trading, nó cũng giống như học cách giao bóng tennis hay giống như học cách đánh một cú queen trên sân golf. Nói cách khác, chỉ khi bạn muốn đạt được kết quả nhất quán, thì sự hiểu biết và kiểm soát nhận thức của bạn về thị trường mới trở nên quan trọng. Tôi nói điều này bởi vì có một số điều về trading mà đúng như tuyên bố tôi đã đưa ra đó là bạn không cần phải biết bất cứ điều gì về bản thân mình hoặc các thị trường để có một chiến thắng trong trading, cũng giống như bạn không cần phải biết cách cầm cây vợt tennis hoặc cây gậy gôn để đánh qua đánh lại. Lần đầu tiên tôi chơi gôn, tôi đã có một vài cú đánh tốt trong suốt buổi chơi mặc dù tôi đã không học bất kỳ kỹ thuật nào, nhưng điểm số của tôi vẫn còn trên 120 cho 18 lỗ. Rõ ràng, để cải thiện điểm số, thì tôi cần phải học kỹ thuật. Tất nhiên, điều này cũng đúng cho trading. Chúng ta cần kỹ thuật để đạt được sự nhất quán. Nhưng kỹ thuật gì? Đây thực sự là một trong những khía cạnh rắc rối nhất của việc học như thế nào để trading một cách hiệu quả. Nếu chúng ta không nhận thức được, hoặc không hiểu, thì làm thế nào niềm tin và thái độ của chúng ta ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về thông tin thị trường, khi đó sẽ có vẻ như hành vi của thị trường đang gây ra sự thiếu nhất quán. Kết quả là, vì lý do đó nên cách tốt nhất để tránh thua lỗ và trở nên nhất quán đó là tìm hiểu thêm về thị trường. Chút tư duy logic này chính là một cái bẫy mà hầu như tất cả các trader rơi vào và còn có cảm giác rất tâm đắc. Tư duy kiểu này rất không ổn. Thị trường chỉ đơn giản là cung cấp quá nhiều các biến mâu thuẫn lẫn nhau để chúng ta xem xét. Hơn nữa, không có giới hạn nào cho các hành vi của thị trường. Nó có thể làm bất cứ điều gì bất cứ lúc nào. Thực tế là, bởi vì mỗi trader lắc một biến trên thị trường, nên có thể nói rằng bất kỳ một trader nào cũng có thể làm cho bất cứ điều gì xảy ra. Điều này có nghĩa rằng bất kể bạn tìm hiểu nhiều bao nhiêu về hành vi của thị trường, bất kể bạn trở thành một nhà phân tích siêu đẳng cỡ nào, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ học hỏi đủ để lường trước mọi vấn đề mà thị trường có thể làm cho bạn sai hoặc làm cho bạn mất tiền. Vì vậy, nếu bạn sợ bị sai hoặc mất tiền, nó có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ tìm hiểu đủ để bù đắp cho những tác động tiêu cực của những nỗi sợ hãi.
Nói cách khác, bạn sẽ không thể tự tin khi đối mặt với sự không chắc chắn xảy ra liên tục. Thực tế khó khăn và lạnh lùng của trading đó là mỗi trade đều có một kết quả không chắc chắn. Trừ khi bạn học được cách hoàn toàn chấp nhận một kết quả không chắc chắn, bạn sẽ cố gắng, dù là ý thức hay vô thức, tránh bất kỳ điều gì bạn cho là gây đau đớn. Trong quá trình này, bạn phải chấp nhận bất kỳ kết quả nào được tạo ra, chấp nhận mắc lỗi. Bây giờ, tôi không cho rằng chúng ta không cần học phân tích thị trường để xác định các cơ hội, chúng ta chắc chắn sẽ làm điều này. Tuy nhiên, phân tích thị trường không phải là con đường dẫn đến các kết quả nhất quán. Nó sẽ không giải quyết được vấn đề trading được tạo ra bởi sự thiếu tự tin, thiếu kỷ luật, hoặc mất tập trung. Khi bạn trading với giả định rằng phân tích nhiều hơn hoặc tốt hơn sẽ tạo ra sự nhất quán, vậy là bạn sẽ bị định hướng để thu thập càng nhiều biến thị trường càng tốt vào kho vũ khí và công cụ trading của bạn. Nhưng rồi những gì sẽ xảy ra sau đó? Thêm lần nữa bạn lại thất vọng và bị thị trường phản bội vì những cái mà bạn không nhìn thấy hoặc không cung cấp đủ để xem xét. Bạn sẽ có cảm giác như bạn không thể tin tưởng vào thị trường, nhưng thực tế là bạn không thể tin tưởng chính mình. Sự tự tin và sợ hãi là những trạng thái mâu thuẫn tâm lý rằng cả hai đều xuất phát từ niềm tin và thái độ của chúng ta. Để tự tin, khi phải làm việc trong một môi trường mà bạn có thể dễ dàng bị mất nhiều hơn so với bạn có ý định mạo hiểm, đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đạt được sự tin tưởng cho đến khi bạn đã đào tạo tâm trí của mình xóa bỏ khuynh hướng suy nghĩ tự nhiên cũ, nó không có tác dụng giúp bạn trở thành một trader luôn thành công. Bây giờ, bạn có hai lựa chọn, bạn có thể cố gắng để loại bỏ nguy cơ bằng cách học hỏi về càng nhiều biến trên thị trường càng tốt. Hoặc bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để xác định lại các hoạt động trading của bạn theo cách mà bạn thực sự chấp nhận rủi ro, và bạn không còn sợ. Khi bạn đạt được một trạng thái tâm lý thực sự chấp nhận rủi ro, bạn sẽ không có khả năng xác định và giải thích thông tin thị trường theo những cách đau đớn. Khi bạn loại trừ khả năng để xác định thông tin thị trường theo những cách gây đau đớn, bạn cũng loại bỏ các xu hướng hợp lý hóa, ngần ngại, hành động kịp thời, hy vọng rằng thị trường sẽ cung cấp cho bạn tiền, hoặc hy vọng rằng thị trường sẽ giúp bạn tiết kiệm từ sự bất lực của bạn để cắt lỗ. Khi nào mà bạn còn dễ mắc phải các lỗi dẫn đến việc hợp lý hóa, biện minh, do dự, hy vọng và hành động vội vã, thì bạn sẽ không thể tin tưởng chính mình. Nếu bạn không thể tin tưởng mình và luôn luôn hành động vì lợi ích của mình, thì đạt được kết quả nhất quán dường như không thể. Cố gắng để làm một cái gì đó có vẻ đơn giản như vậy cũng có thể là điều gây cho bạn bực tức nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên, khi mà bạn có thái độ thích hợp, khi mà bạn đã trở thành trader có tâm lý tốt và có thể tự tin khi đối mặt với sự không chắc chắn liên tục, trading sẽ dễ dàng và đơn giản giống như những gì bạn nghĩ lúc đầu. Vì vậy, giải pháp là gì? Bạn sẽ cần phải tìm hiểu làm thế nào để điều chỉnh thái độ và niềm tin của bạn về trading theo một cách mà bạn có thể trading không chút sợ hãi, nhưng đồng thời giữ mình ở trong một khuôn khổ không cho phép bạn trở nên liều lĩnh. Đó chính xác là những gì cuốn sách này được thiết kế để dạy cho bạn. Trước khi bạn đọc tiếp, tôi muốn bạn tôi hãy nhớ lấy điều đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu hài lòng mong các bạn hãy like bài viết và đăng ký kênh Tài Chính Khai Sáng. Xin cảm ơn.